Đúng rồi, bạn giỏi lắm. 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 Người ta dùng số bóng đèn màu nhiều hơn số bóng đèn trắng là 250 bóng đèn. Tìm số bóng đèn mỗi loại. Biết rằng số bóng đèn màu bằng 5 phần 3 số bóng đèn trắng. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây? Biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau. Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.
Đúng rồi, bạn giỏi lắm. Gặp những dạng toán này thì bạn nên vẽ sơ đồ ra cho dễ giải nhé. Đây là hai đoạn thẳng minh họa cho lớp 5B và lớp 5A. Lớp 5A đóng góp nhiều hơn lớp 5B là 110.000 đồng. Vì số tiền lớp 5A nhiều hơn lớp 5B nên lớp 5A được chia làm 7 phần, còn lớp 5B thì được chia làm 5 phần. Bạn thấy không? Bài toán đã được đưa về dạng hiểu tỷ số rồi đó. Hai phần này là 110.000 đồng. Vậy, một phần là bao nhiêu vậy bạn? Bạn tính tiếp đi nhé. Đúng rồi, bạn giỏi lắm.